Câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, cho con hỏi một vị thánh sơ quả có thể giúp một người phàm phu chứng được sơ quả không? Mong sư Hoan Nghị giải đáp. Xin thưa với quý vị, không chỉ một vị thánh sơ quả có thể giúp một người phàm phu chứng sơ quả, mà một vị phàm phu có thể giúp cho người khác chứng đắc A-la-hán. Có luôn chứ không phải không có. Đó là trường hợp nào? Trường hợp trong chú giải của Trung Bộ Kinh, hình như là bài Tứ Niệm Xứ, bài Kinh Đại Niệm Xứ, có nhắc đến trường hợp là người thầy á là vị phàm chưa chứng đắc đạo quả nào, mà người đệ tử á là người chứng tứ quả A-la-hán. À, thì trong những trường hợp đó, tức là một người phàm phu, tức là vị pháp sư, một vị hướng dẫn, một vị thuyết pháp, vị đó có thể là phàm phu và vị đó hướng dẫn người khác nghe, vị đó thực hành theo, hoàn toàn có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán. Hoặc là quý vị xem trong chú giải của bài kinh Ví Dụ Tấm Vải, sư đã có dịch ở trên trang web suthamma.net. Thì trong chú giải này đó nói cái gì? Lý do tại sao một vị phàm phu lại có thể hướng dẫn người khác chứng đắc đạo quả A-la-hán là bởi vì vị phàm phu đó hướng dẫn không phải là sự hướng dẫn bằng chứng đắc của vị đó, mà vị đó hướng dẫn bằng cách thuật lại lời dạy của Thế Tôn. À, chính vì như vậy, người khác đó nghe theo lời vị đó, thực hành theo lời vị đó, có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán, thì sự chứng đắc đó là nhờ sự chứng đắc của Thế Tôn, chứ không phải nhờ vào sự chứng đắc của vị pháp sư đó. Vị pháp sư đó lúc bấy giờ á, cái vai trò giống như là một vị, à, mình gọi là cái người nào ta, cái người mà đưa tin, cái người truyền tin từ nhà vua đó, sư quên mất tiêu rồi, cái vị đó gọi là cái gì rồi, cái người mà truyền tin từ nhà vua đó. Thì á, sư lấy ví dụ ở trong chú giải nha, thì ví dụ á giống như là cái người mà truyền tin từ nhà vua thì đem cái bản chiếu chỉ đó đi tới phong hầu phong tước cho một người nào đó, thăng quan tiến chức cho một người nào đó, thì sự thăng quan tiến chức đó là do sức mạnh của nhà vua, còn vị đó chỉ là sứ giả, à đúng là sứ giả đem tin tới thôi. Cũng vậy, vị pháp sư mặc dù vị đó là phàm nhưng vị đó là sứ giả của Đức Thế Tôn, đem lời dạy, đem chánh pháp của ngài đến cho chúng sanh. Chúng sanh nhờ nương nhờ vào lời dạy đó, họ có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán. À, cho nên á, là một vị phàm nha, một vị phàm tăng hoàn toàn có thể giúp cho người khác chứng đắc tứ đạo tứ quả. À, cho nên là đừng có coi thường nha, à, hãy cẩn trọng điều đó. Và sư nói là nói có sách mách có chứng, tức là trong chú giải bài kinh Ví Dụ Tấm Vải thuộc Trung Bộ Kinh, chứ sư nói là không có theo quan điểm cá nhân nhé, nhớ dùng điều đó, nói là nói phải theo kinh và theo chú giải. À, và nhớ dùm sư là nếu như quý vị phản bác lời nói của sư cũng phải căn cứ theo kinh và chú giải, chứ không phải là tôi thấy như vậy không đúng, nhớ nha, tôi thấy như vậy là không tính, tôi tin như vậy cũng không tính, mà tôi phải dựa vào lời nói của Thế Tôn thì cái đó mới tính.